Sau hơn 6 năm thành lập, câu lạc bộ truyền thông thành viên là các học sinh của trường Trung học phổ thông Nam Sách đã để lại nhiều ấn tượng, trong đó chương trình phát thanh phát sóng nội bộ hàng ngày đã trở thành món ăn không thể thiếu đối với mỗi học sinh trong trường. Câu lạc bộ truyền thông của trường Trung học phổ thông Nam Sách hiện có hơn 30 thành viên, chia thành 4 ban gồm tổ chức sự kiện, nội dung, kỹ thuật và phát thanh. Sau khi thành lập, các sự kiện liên quan đến trường đều có sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ. Trong đó điển hình là ban phát thanh chỉ có 6 thành viên. Nhưng giờ ra chơi, tiết thứ hai hàng ngày đều thực hiện một chương trình phát thanh nội bộ, thời lượng khoảng 10 phút. Những thông tin mới hữu ích, phù hợp với lứa tuổi học sinh luôn được ban biên tập chương trình cập nhật, tạo sức hấp dẫn đối với học sinh trong nhà trường. Hôm nào cũng thế thì thường thường là giờ ra chơi tiết 2 thì sẽ có thời gian để bọn em nghỉ ngơi khoảng tầm 15 phút thì... Nhà trường, ban truyền thông rất là hay phát những cái chương trình rất là ý nghĩa, ví dụ như là giáo dục học sinh về bạo lực học đường hay là phòng chống tác hại của thuốc lá, rồi là an toàn giao thông, hoặc là cũng có hôm thì là phát thanh về chương trình tiếng Anh. Em thấy là rất là hay và bổ ích, các bạn học sinh có thời gian để mà vừa thư giãn mà cũng có thể là vừa tìm hiểu về các cái thực trạng của ngày nay để các bạn học sinh biết được phòng tránh này. Là một câu lạc bộ do học sinh trực tiếp lên kế hoạch và sản xuất các chương trình để đảm bảo tính kế thừa liên tục qua các năm học và nâng cao hiệu quả hoạt động, việc tuyển lựa các thành viên mới ngay từ đầu năm học là rất cần thiết. Bởi khi các thành viên khối cuối cấp ra trường, các thành viên câu lạc bộ lại tuyển các học sinh khóa mới có chung niềm đam mê. Tham gia câu lạc bộ cũng giúp cho các thành viên thêm tự tin và định hướng tương lai tốt hơn. Em tham gia câu lạc bộ thì với mục đích là cải thiện bản thân, tích lũy được nhiều vốn kinh nghiệm hơn cho bản thân mình. Và khi tham gia câu lạc bộ thì em được hoạt động với mọi người, được mọi người chỉ dẫn và có thể truyền cho em những cái bí kíp nho nhỏ để em có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Ngày xưa thì em cũng là một người cũng có hoạt bát nhưng mà chưa được như bây giờ. Bởi vì khi mà đứng giữa đám đông ấy thì em còn cảm thấy khá là ngại. Nhưng mà bây giờ sau khi mà đã trở thành một thành viên trong ban phát thanh thì em cảm thấy bản thân mình đã tự tin nhiều hơn, có thể đứng trước mọi người và sẵn sàng trao đổi, nói chuyện hay là phỏng vấn các bạn đấy ạ. Đoàn trường thì cũng sẽ có kế hoạch, đó là cũng có cái hình thức là động viên các em. Đấy, ví dụ khi những em nào mà tham gia vào câu lạc bộ truyền thông thì đoàn trường cũng sẽ sắp xếp đấy, và sẽ bố trí cho các em vào cái công việc mà các em có thể là có năng lực. Đấy. Sau đó thì đến cuối năm thì cũng sẽ có hình thức là khen thưởng cho các em như cấp giấy chứng nhận, cấp giấy khen cho các em. Từ hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ truyền thông trong những năm qua, trường Trung học phổ thông Nam Sách tiếp tục động viên khuyến khích các thành viên để câu lạc bộ này hoạt động ngày càng hiệu quả hơn để mang lại những thông tin bổ ích cho học sinh.